Hả? Anh nói con nó có bay lúc mà thì gì mà sẵn gì rồi đâu ba? Bắn kim tuyến hả? Dạ. Có. Bắn kim tuyến. Mày vui. Trường em đâu làm vui lắm. Tiếng có hết hồn. Tiếng có loa. Mà ta biết mà. Tiếng có kia có hết hồn. Việc mình hả? Dạ đúng rồi. Lúc mà sau khi thầy đánh chống khai giảng xong. Ơi, ba. Cái UFO kìa ba. Hả? Người ta nghĩ là có nhưng mà người ta chưa công bố. Chỉ có những nhà nghiên cứu người ta mới bàn tới thôi chứ còn mà chưa công bố, chưa thấy. Nhưng mà ba nghĩ cũng là có. Hôm nay cái gì đó nó bị bay á ba. À. Mà chà. Thì bây giờ đó, bây giờ lai cam rồi nhiều lắm. Không, nó bay cao hơn. Lai cam nó bay tới mấy trăm mét mà. Ngoài ra còn máy bay không người lái nữa. Mà máy bay không người lái bay khoảng chừng 4.000, 5.000, 8.000 mét được. Mình không nhìn thấy đâu. Cái xô kẹo bay tới mấy trăm mét mà. Bây giờ là không người lái.